Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì bữa trước ấy, mình đã giới thiệu với các bạn cái chiếc camera để thay thế cho đài FM trên ô tô. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách để mình lắp hệ thống camera lùi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Giả sử đây là cái đèn lùi của ô tô khi là chúng ta lùi xe đấy. Bây giờ mình sẽ không nói kỹ là tại sao nó sẽ sáng khi mà chúng ta lùi xe. Vì có nghĩa là khi lùi xe thì đèn nó sẽ sáng như thế này. Đó. Thì bởi vậy là bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm tới là cái hệ thống điện của cái phần lùi xe mình sẽ trích từ đây. Đây là dây đỏ là 12V này, dây đen là âm 12V, đó đây là dương 12V. Vậy là khi chúng ta lùi xe, cái đèn đuôi xe này nó được kích hoạt thì camera lùi sẽ được bật. Đó, nên là cái của chúng ta nó sẽ như vậy. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn cách lắp. Đó, đây là cái camera lùi của chúng ta này. Như hôm trước ấy mình giới thiệu ấy, thì nó có một bộ như thế này, là một camera này, cái dây cấp nguồn cho camera này và một cái phần dây tín hiệu để truyền hình ảnh từ cái đầu về đuôi xe. Thì để lắp ấy, thì các bạn sẽ chia cái thành này hai phần. Đó, cái phần đầu này, phần các bạn sẽ lấy sợi dây này dài ra và chúng ta sẽ lắp lên cái dây AV ở trên này. Dây AV ở trên camera thì các bạn sẽ cắm vào cái lỗ này. Đó. Các bạn sẽ cắm vào đây. Dây một, dây đơn này này. Có là cam in này đó. Cam in thì các bạn sẽ cắm vào đây. Và cái dây màu đỏ. Đó, dây màu đỏ thì các bạn sẽ kết nối vào dây với dây màu lâu. Dây màu đỏ các bạn kết nối vào dây màu lâu. Ok, vậy là xong cái phần ở trên này. Vậy là chúng ta đã xong phần trên. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái phần là cuối của ô tô. Cuối của ô tô thì các bạn sẽ cực dương của cái phần đầu còn lại này thì các bạn sẽ kết nối vào với lại dương của đèn led. Đó, dương của đèn led. Vậy là chúng ta xong một sợi dây nhá. Dương của đèn led là xong một sợi dây. Và còn cái sợi dây còn lại đây. Đây, dây còn lại như thế này, cái dây này. Mình để gọn lại cho nhìn cho nó dễ. Hơi bừa bộn chút. Chờ mình thít nó lại để cho nó dễ, các bạn nhìn nó rõ hơn. Còn nhiều dây dở quá. Đây, đây là cái phần dây còn lại. Dây còn lại thì các bạn cũng sẽ đấu chung cái này và đỏ vào với dương 12V này. Đó. Và âm. Âm thì các bạn sẽ đấu chung vào âm của led này, 12V. Âm 12V luôn. Đó, vậy là xong, chúng ta đã xong sợi dây này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối vào camera. Đây, chúng ta sẽ kết nối vào cái dây của camera và cái đầu còn lại của camera là cái đầu màu đỏ này này. Thì các bạn sẽ kết nối vào với lại cái màu vàng, các bạn sẽ kết nối vào đây. Đó, vậy là xong xong cái phần camera nha các bạn. Đó, rất là đơn giản đúng không? Vậy là chúng ta đã xong. Có nghĩa là bây giờ khi chúng ta lùi ô tô thì là đèn đuôi này nó sẽ sáng và đồng thời camera sẽ được kích hoạt. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Vì là cái này nó cũng mất tốn đến 5 phút nên là cái hôm trước đấy mình sẽ không để vào clip vì như thế là sẽ dài quá. Đó, các bạn thấy rất là đơn giản. Khi chúng ta lùi đèn hậu sáng thì là camera sẽ được bật. Đó, còn cái đèn này nó sáng như thế nào khi chúng ta lùi thì đó là việc của nhà sản xuất ô tô. Các bạn không cần phải quan tâm và nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần kết nối câu cái dây đỏ dương 12V vào với lại dương 12V của đèn và âm 12V vào âm 12V của đèn, vậy là xong. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, thì chúc các bạn kết nối thành công. Nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào về cái thiết bị hay sản phẩm gì đó thì các bạn cứ để lại bình luận. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo. Chào các bạn.